Cái này là cái cách vận hành của trường học, cái cách vận hành của trường học. Và chúng ta luôn biết rằng là kết quả dài hạn thì tốt hơn là cái bản hạn, có phải vậy mà. Và khi chúng ta rời khỏi trường học thì chúng ta phải vào một cái trường mới là trường. Dù bạn biết hay không biết, và đây là cái gốc gác nè. Tại sao rất là nhiều người ra học hành rất là đàng hoàng nhưng mà họ ra trường đời họ bị ngợp, có phải như vậy mà họ bị hụt hơi? Bạn có chứng kiến cái điều nào hả? Còn rất là nhiều người ở trường học họ thực sự là họ không có giỏi giang, thậm chí là họ rất là dở tệ, có phải như vậy mà nhưng ra trường đời thì họ như thế thế nào à? Họ cực kỳ giỏi và họ năng động, có các bạn ơi. Ok chưa? Trường đời ok. Vậy thì dù bạn biết hay không biết thì bạn cũng phải gia nhập vào trường mới, và một cái trường mới là trường đời này. Đã vào trường đời thì bạn phải bị những cái quy luật của trường đời nó chi phối, có phải vậy không ạ? Và trường đời nó cũng có những cái môn A, nó có những cái môn B, nó có những cái môn C. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Và nó có những cái điểm để nó chấm. Ok chưa? Trong doanh nghiệp của bạn nó cũng có điểm nó chấm. Ok, những cái điểm chấm này, điểm 8, 9, 10 nó như là cái chỉ số, người ta gọi là cái chỉ số gì? Cái chỉ số đo lường, hay mình gọi là cái chỉ số KPI. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Cái chỉ số đo lường. Trường học nó có những cái chỉ số đo lường, và trường đời nó cũng có những cái chỉ số gì ạ? Đo lường. Và dù điểm của bạn nó được thể hiện như thế nè. Ok giờ trong ngắn hạn của bạn, trường đời ở trường học ngắn hạn là nó thể hiện được cái gì ạ? Cái điểm. Còn trường đời ngắn hạn là nó thể hiện cái gì ạ? Tiền trong túi của bạn. Ok chưa? Ok các bạn ơi. Nó thì cái gì à? Tiền trong túi của bạn, mỗi tháng bạn lãnh được bao nhiêu, tiền lương là bao nhiêu. Ok chưa? Nếu mỗi tháng bạn lãnh tiền lương có 10 triệu, 15 triệu, học sinh trung bình. Ok chưa? Ok chưa? Đấy nè, nếu khoảng này thực sinh trung bình, lương là lương. Trường đời nó đo bằng tiền. Ok chưa? Ok chưa? Mỗi tháng lương lãnh thấp quá, học sinh trung bình, thậm chí lãnh có 5 triệu, học sinh kém. Ok chưa? Ok chưa? Gia ta ra vỗ vai và người trả nói nó không đo bằng điểm mà nó đo bằng tiền. Ok chưa? Nó rất là cụ thể. Ok chưa? Và dài hạn. Ok chưa? Dài hạn là bên này đo bằng bằng, và bên này được đo bằng cái gì? Tài sản. Ok chưa? Ok chưa? Các bạn chúng ta điều này chưa? Mà cụ thể, dĩ nhiên nó có nhiều cái, mình lấy ví dụ tài sản ở đây là sổ đỏ. Ok chưa? Ok chưa? Bên này là 3, 4, 5 là có một cái bằng, thì cái này là ra trường 3, 4, 5 phải có một cái sổ đỏ. Hình dung chưa? Hình dung chưa? Năm nay có bao nhiêu tuổi rồi? 38, ra trường 18 năm rồi, có phải vậy không? Cho như vậy đi, 16 năm rồi. Ok, cho ra trường 16 năm rồi, có được bao nhiêu cái sổ đỏ rồi? Một học sinh yếu. Ok chưa? 16 năm rồi, 4 x 4, ít nhất là bây giờ phải có 4 cái gì? Sổ đỏ. Mà bây giờ mới có một cái là nó này, học sinh gì à? Giang tay ra, học sinh quá yếu. Ok chưa? Đo lường đấy rồi, nó nói bao nhiêu tuổi rồi bạn thôi. 30 tuổi có mấy sổ đỏ rồi? Chưa có sổ đỏ nào. 2 cái sổ đỏ là nhiều. Được, học sinh trung bình. Gia ta ra. Học sinh trung bình, Trung bình tới. 4 năm có cái rồi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 27 có mấy sổ đỏ rồi? Học sinh kém luôn nè. Điều này chưa? Nó cụ thể không? Vô cùng. Cụ thể, chúng ta có một phút kiểm điểm lại mình ở trường đời đi. Bây giờ bỏ đi học qua, đi kiểm điểm trường đời đi. Ok chưa? Hiện tại bao nhiêu tuổi và có bao nhiêu rồi? Ok chưa? Mời các bạn bắt đầu.